Tôi nói cho anh biết, cái mà tôi thích tôi sẽ không buông. Bây giờ em hỏi anh, anh lấy cổ hay là bỏ em? Anh... em đã đến phòng luật sư làm thủ tục ly dị rồi. Mới vừa ăn kẹo có gì khó hiểu đâu hả? Ăn kẹo? Em... nè, đông người lắm đó, em đừng có giữ sát với anh nha. Em thích... Ê, cô gái đó sao thấy quen quá à? Chà, thì ra đây cũng có. Nè, mấy việc quảng cáo làm cũng hay quá ha. Hả? Hay rồi, ai ai cũng biết mặt. Chứ sao nữa? Fan kìa. Cô ơi, cho hỏi 20 đồng lẻ có không? Hả? Nè, em làm gì vậy? Anh sao vậy? Bộ vui lắm hả? Cũng vui lắm á. Đến lượt bạn chọn nhạc tiếp theo. Hello, bà tên gì? Nè, nè. Tên tôi là Michael. Bạn muốn chọn bài nhạc nào? Trời, tôi muốn chọn nhạc của châu. Nè, nè, im lặng. Vì tôi thích bà nghe. Bà tè mở to. Ca sĩ này vừa mới ra đĩa mới mà bạn cũng có theo dõi những bài hát của cổ sao? Bạn có phải là fan của cổ không? Bạn có thấy cổ hát hay không? Tôi thấy cổ có năng khiếu lắm. Và cổ hát rất quen hay quá. Với lại ba đó, tôi muốn chọn một bài để tặng cho con gái tôi. Tôi muốn cho nó biết người cha này bao giờ cũng ủng hộ nó, bao giờ cũng thương yêu nó. Cha, không ngờ ba em cũng quỷ quyệt quá. Nè, khóc hay cười vậy? Vừa khóc vừa cười đó. Hai cha con tính tình kỳ lạ quá. Lần này ba em chơi trò bày tỏ tình cảm trong lòng đó, em có vui không? Tất nhiên vui rồi. Vui là được rồi. Cảm ơn gì nha. Cô hai đừng có lớn tiếng quá, ông chủ đang ngủ, cô đừng làm ông thức giấc. Ba Kênh đi, con về rồi. Dạ phải. À phải, hồi nãy ba có nghe đĩa CD con hát. Con hát hay lắm. Trước đây ba cố chấp quá, làm cho con phải đi nhiều bước đường oan uổng. Nhưng sau này con yên tâm, ba sẽ ủng hộ con. Con cảm ơn ba. Nhưng mà con đã quyết định không ca hát nữa.
Tại sao vậy? Con hát hay lắm mà. Bởi vì con phải phụ việc làm ăn của ba, để ba phải đợi vất vả. Con khờ quá. Công việc đó ba còn làm nổi mà. Hơn nữa ở Dương Triều có nhiều người phụ giúp cho ba. Con cứ cố gắng hát những bài hát của con, ba tin là con nhất định sẽ nổi tiếng mà. Ba, thật ra đâu phải con muốn làm ca sĩ nổi tiếng đâu. Nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của con là có một đĩa CD cho riêng mình. Và nguyện vọng đã thành sự thật rồi, nên con cũng rất mãn nguyện. Ca hát lúc nào mà chẳng được, nhưng ba thì chỉ có một. Con biết con không phải là người có năng khiếu làm ăn. Ba cứ coi như là cho con một cơ hội để gánh vác phụ ba, hiếu thảo với ba đi. Được. Doanh thu trong nửa năm qua của Phỉ Thúy Hiền tăng 8%. Thời buổi kinh tế thị trường đạt như vậy thì tôi thấy khá lắm rồi. Đó cũng là do công lao của cậu Tân. Nhưng tôi cũng tin rằng thành tích này là đạt yêu cầu. Dương Triều muốn mở rộng quy mô thì phải có một thị trường mới. Điều này chúng tôi cũng đang suy nghĩ. Tham khảo nhiều bản kiến nghị, chúng tôi cho rằng ngành hải sản là có triển vọng nhất. Ngành hải sản? Chúng tôi định tìm một nơi nào đó, tập trung mở các nhà hàng và cửa tiệm với những hình thức khác nhau. Nếu như thành công á, thì ngành hải sản sẽ trở thành mục tiêu mới của Hồng Kông. Hơn nữa còn là nơi mà du khách luôn bước chân tới. Ý kiến này hay đó. Người nước ngoài thích ăn hải sản lắm. Thử hỏi có gì vui hơn được ăn được uống chứ, hả? Muốn ăn hải sản tươi thì phải ở gần biển. Ở thành phố thì khó mà tìm được nơi nào lớn như vậy. Anh nói đúng đó. Trong lòng chúng tôi đã có vài chỗ để chọn rồi. Hơn nữa đều tập trung ở các đảo. Kế hoạch này có thể bàn bạc. Tôi nghĩ có thể làm được. Nhưng hiện giờ ông Châu còn đang dưỡng bệnh. Hay là giao kế hoạch này cho cậu Tân phụ trách đi. Cậu Bân có thể giúp cho cậu. Dạ được. Tôi cũng cảm thấy ngành hải sản rất có triển vọng. Để tôi và anh Bân nghiên cứu tỉ mỉ rồi báo cáo lại với mọi người. Thôi được. Nếu cũng có gì thì cuộc họp chấm dứt tại đây. Candy à, cho chú gửi lời thăm ba cháu dạ, nha. Dạ, cảm ơn chú. Sao rồi tiểu thư? Có quen không? Biết làm sao chứ, tối nào về nhà cũng làm bài. Không biết thì phải học hỏi. Em đã trưởng thành rồi. Em đã hứa là phải làm việc phụ ba mà, nên em phải làm ra thành tích gì đó cho ba coi. Hơn nữa có anh giúp em á. Cha, 4 giờ mấy rồi? Có hẹn với bạn sao? Dạ phải, em có hẹn với Đầu Tôm về nhà thăm ba. Hiện giờ anh đang đợi em ở dưới nhà. Em về nha, bye. Bye. Ý trời, con cua cái và con cua được thương yêu nhau quá ha. Làm cho người ta ngưỡng mộ muốn chết được. Nhưng mà có con cua được thì bị mất con cua cái. Khổ sở lắm. Nè, cô rảnh rỗi lắm hả? Kiếm chuyện nói tôi á hả? Không dám, không dám. Ok, im đi. Quế. Chị Quế. Chị Quế. Quế. Chú Phong. Ồ, cô Quế rồi hả? Ê chà, nhìn khác hẳn á nghe. Chị về rồi hả? Qua chi. Lâu rồi chúng ta không gặp ha. Lâu rồi. Mọi người vẫn khỏe chứ? Khỏe. Chúng tôi ai cũng khỏe hết, chỉ có mình anh Tảo thì... Phải rồi, thời gian qua tôi đã đến châu Âu chơi và đã quen được người bạn Pháp này. Tối nay tôi đưa anh đến đây ăn cơm. À phải, anh tên là John đó. Hello, bonjour, bonjour. Bonjour. Chỉ đi hai người thôi, phải không? Phải đó. Thế em qua bên này đi. Cảm ơn chú Phẩm ơi. Đi. Merci. Nè, dáng dốc của chị Quế nhon quá ha. Mặt mũi cũng đẹp ra nữa. Có phải đi làm thẩm mỹ hay không? Chị bông ra hả? Chị đừng có thèm. Làm thẩm mỹ lâu nay người ta vẫn đẹp như vậy mà. Tại hạ cô Thảo bắt chị che kính như lý rơm che chân trâu vậy thôi. Phải rồi hạ cô Thảo à. Giờ vợ đã trở về rồi, làm sao thì phải trông vào cậu. Sao biết phải làm sao bây giờ? Chú có biết hiện giờ tôi bức rứt lắm không? Tự nhiên cái cậu dẫn người cậu Thảo vậy? À, giờ trước cậu có theo xua học tiếng Pháp mà. Cậu hãy ra tiếp đãi người Pháp đó đi. Thì chị không có mấy chữ à, bonjour rồi merci rồi, không được. Không sao đâu, cậu có biết nói á thì người ngồi bên cạnh sẽ giúp cậu mà. Phải rồi, biết đâu cậu sẽ trời giúp ơi, được. Hạ cô Thảo, anh phải dựa vào bản lĩnh của mình chứ. Ra đi. Ngại với mồ. Đi. Thôi ra đi mà. Ra đi, ra đi. Đi đi, đi. Ra đi. Đi lẹ. Quê. John, anh thích ăn món gì? Món gì cũng được á, nhưng mà nhớ kêu chai rượu chát cho tôi. Làm ơn lấy cho tôi chai rượu chát và làm 3 món đặc sản của Bách Lý Tiên nha. Có cần gọi gì nữa không? Theo anh tôi cần gọi gì nữa? Hết rồi.
ghi nhớ đó đủ rồi. Thì mọi người cũng thấy rồi đó, cổ coi tôi như là tàn hình vậy. Cậu Táo à, cậu cố lên đi. Chị Quế thì cứng đầu như rất mềm lòng. Thật ra ở Hồng Kông này có nhiều khu giải trí lắm. Mấy ngày này em cũng rảnh rỗi, để em làm hướng dẫn viên đưa anh đi tham quan khắp nơi nha. Ở Pháp anh đã đưa em đến nhiều nơi chơi. Nè, anh có biết khu rượu chát không vậy? Phải để nó bốc hơi một lát chứ. Được rồi, anh để đây đi. Lát nữa tôi tự rót được rồi. Bây giờ hay quá. Quen người nước ngoài ha, nên biết khui rượu chát ha, để bốc hơi. Sao anh bất lịch sự quá vậy? Anh đang nói chuyện với khách mà. Cho anh xin lỗi. Anh xin lỗi nha quý anh. Anh đâu có gì phải xin lỗi chứ. Được rồi, ở đây không có cần anh nữa đâu. Anh đi đi. Ê, đừng hỏi tôi không có gì để nói. Mà nhìn có vẻ không ổn mà. Tôi vẫn còn nhìn thấy rõ mà. Nè, anh coi chị Quế với ông người Pháp đó có truyền điện thoại qua lại quay à. Hết rồi. Hả? Chị Quế đã đau lòng tột độ nên chuyển qua ăn món Tây rồi. Bà cũng nghĩ vậy. Cô về không phải trở lại với tôi. Cô về để chọc tức tôi là. Thôi, anh muốn chị trở lại thì được bình tĩnh. Bình tĩnh. Vô nha. Tôi phải giành lại vợ tôi. Trời ơi. Gió mát nửa tinh. Trời ơi, cái thằng quỷ, mày đừng có uống nhiều quá mà. Qua đây ngồi đi. Hiện giờ em quên. Cậu Tảo à, chị Quế chỉ ăn bữa cơm với người ta thôi. Cậu đừng có vội nản lòng. Ở đâu đây Quế? Dì Cúc à, cậu ấy cứ vậy hoàng sao mà được chứ. Dì cũng biết, nhưng mà con nhìn bản mặt nó kìa, làm trong lòng gì cũng bức rứt nữa. Này, ăn chè đậu đỏ đi. Chè đậu đỏ nấu ngon lắm. À, được rồi. À, chị à, sắc mặt em nhợt nhạt quá, em ăn thêm một chén ha. Chị Cúc, chén này của chị. Cảm ơn. À, không có gì. À, anh Thạch à, hả? Anh có nhiều bạn lắm phải không? À. Lần này anh phải giúp cậu Tảo đó. Tảo à? Này Tảo, có chuyện gì? Anh hãy giúp tôi đi. Tha thủ cung. Anh giúp tôi. Có chuyện gì? Chúng ta là người một nhà mà, tôi sẽ giúp anh. Có chuyện vợ gì? Vợ tôi theo người khác rồi. Kẻ nào dám ghẹo vợ của anh, nói cho tôi biết. Là một người Pháp biết nói tiếng của mình. Trời ơi. À, đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Nè, cứu người như cứu lửa hả? Chuyện của vợ chồng anh cứ để tôi lo cho. Ok, hiểu hả? À. Vậy anh phải làm. À, rồi. Để ngủ về với tôi. Trời được, ơi. Được, không thành vấn đề. Anh đừng làm vậy mà. Anh ơi là... Được rồi. Cảm ơn anh nói trước. Anh không ăn hết chén chè tôi sẽ không giúp anh đâu. Nè. Tôi ăn nè. Mấy người muốn gì? Đồ tên dây sồn. Muốn cắm sừng lên đầu anh tao, ghẹo chị hai tao, bộ mày chán sống hả? Sao? Hả? Có phải vợ tôi với người Pháp đó đã... Hả? Không phải hả? Không phải. Không phải đơn giản vậy đâu. Vậy tức là sao? Trời ơi, tóm lại xui xẻo quá trời. Thì ra ông người Pháp này giàu có lắm. Hả? Giàu có tới cỡ nào đây? Phải đó. Giàu đến cỡ nào tôi không biết. Tôi chỉ biết ông người Pháp này có mấy tòa lâu đài cổ, mười mấy vườn nho, mấy chục căn nhà hàng Pháp nè, chưa hết đâu ha. Có mấy chiếc máy bay cá nhân nữa đó. Vậy là không ổn rồi. Nè, cũng không phải thông thường mấy người đàn ông giàu có và đẹp trai như vậy. Một á là đã có vợ, hai là có nhiều bồ nhí, bằng không là thích đàn ông thôi. Tôi cũng cảm thấy ổng hơi bê đê đó. Thì không, vậy là không có gì rồi. Hơi bê đê, vậy là không có gì. Không phải bê đê đâu, tất cả đều không phải. Ổng chỉ có vợ, với lại là đàn ông 100% đó. Vậy sao vợ? Ngồi xuống đi, bình tĩnh. Là lần trước chị Quế đi du lịch bên Pháp mới quen được ông người Pháp này. Chưa được 3 ngày, ông lập tức hỏi cưới chị rồi đó. Chưa hết, ông người Pháp này vừa nhìn thấy vợ anh vừa nước miếng đã chảy lòng thòng, dạng như là thèm khát lâu lắm, từ bên Pháp đeo đuổi qua tận tới Hồng Kông luôn á. Sáng trưa chiều ba cử cầu hôn tới 3 lần, anh nghĩ coi. Vậy à, chị Quế có nhận lời của ông hay không? À, trời ơi, nếu cho em gặp người đàn ông tốt vậy em cũng chịu mà, phải không? Nè, chưa hết. Lần này vợ anh trở về Hồng Kông là tính bán hết tài sản của mình, cả nhà cùng di dân qua Pháp để cùng chung sống với ông người Pháp đó. Khổ sở cho anh rồi.
Vậy sau này tôi phải làm cái gì? Ê, anh yên tâm, ông người Pháp đó nói nếu anh chịu ly dị với Quế á, ông sẽ cho anh 2 triệu đền bù sự thiệt hại về tình cảm đó. Em không có cần tiền đâu chị hai ơi, em chỉ muốn Quế trở lại với em. Trời ơi mà. Cái thằng quỷ chị... biết trước có ngày hôm nay nên đừng có làm như vậy. Giờ mày có hối hận cũng muộn rồi. Cậu Tảo, con nghĩ chưa chắc gì không cứu vãn được. Chỉ cần cậu có tình ý, con nghĩ chị Quế xin để tình vợ chồng bao năm nay. Đúng đó, có 2 triệu tiền thiệt hại về tình cảm là được quá rồi. Làm đàn ông mà như anh thì nhận đại đi hỏi tính. Đúng nè, đàn ông con trai sợ gì không có vợ. Hơn nữa anh có 2 triệu đền bù. Đúng, anh suy nghĩ kỹ lại đi. Trời ơi, anh nói tiền đền bù cái gì? Nè nè nè, anh Tảo à, tôi không phải là người Pháp đó đâu. Nói cho mấy người biết à, tôi mà không giành được vợ tôi về thì tôi sẽ không là hà cô hà nè 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 ngồi xuống đi, hả? Ngồi xuống, ngồi xuống. Anh Dự, rót ly trà chị Cúc. Con này là tên Quả Điểm nè. Ý, con này con mà đang bơi tên là Hoàng Cước Lãm, tức là con mà hồi nãy anh ăn đó. Quả đang đọc kẹo vợ tôi phải không? Nè, đừng có đánh anh nữa mà, buông tay ra đi. Nè, anh điên hả? Tôi bị điên hả? Anh ghẹo vợ tôi mà tôi không đánh anh, tôi mới là bị điên. Nè, anh về nhà trước đi. Rồi nè, anh để em nói chuyện nè. Đi đi. Em sẽ không bị gì chứ? Không có sao đâu, anh về đi. Về đi, về trước đi. Đi đi, chậm nửa bước là tôi đánh anh chết liền á. Đối với hạng người như anh á, đi chậm nửa bước sẽ chết thì có đó. Nè em à, chúng ta đã ký giấy ly dị rồi. Nhưng mà anh chưa ký. Em à, em trở về với anh đi, anh không thể mất em được em à. Có gì mà không được chứ, tôi không có tiền, cũng không có sinh con cho anh được. Càng không được đẹp như con hồ ly tinh đó mà. Em ơi, những chuyện cũ, anh xin lỗi em. Anh biết anh không đúng, anh đáng bị đánh mà. Em tha thứ cho anh đi, cho anh cơ hội, cho anh một cơ hội đi mà. Thiệt tình anh không thể nào mất em được đó. Nè nè nè, để anh thề với em nghe. Dù cho sau này em không sanh con được, thì anh vẫn thương yêu em. Không được nói bậy bạ nha. Người ta vừa mới có thai đó, anh không được trù con của tôi. Hả? Em có thai? Em có thai với ông người Tây đó hả? Anh điên quá, đứa con này là của anh, không phải tóc vàng đâu. Vậy tại sao hồi nãy ta thủ cung nói à? Người ta nói mà anh không tin hả? Anh John đã có vợ lâu rồi, anh thương yêu vợ con ảnh lắm, bộ giống như anh sao? Như vậy, vậy là của anh thật hả? Trời ơi, tạ ơn trời đất. Trời ơi, em đáng yêu lắm. Anh có thể công nhận mà. Bất quá em ở địa cá suốt đời, hai mẹ con em tương tự nhau mà sống. Thôi mà em, đừng có chọc tức anh nữa. Anh thề với em mà, anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, chăm sóc cho mẹ con em hả? Được mới nói nha. Anh nói là sẽ làm được mà. Con làm chứng cho ba nghe. Con nghe nè. Mai mốt ba của con có làm gì sai trái thì con với má con chống đối lại ba ha, cứ đập cho đến khi chết ha. Vậy đi ha. Ok, anh điên quá đi à, không có được dạy con hư đó. Anh biết rồi. Em từ từ uống nghe. Tảo à, Quế đó chịu trở về là quý rồi, em nó cũng sắp được làm ba, sau này đừng có làm gì sai trái nữa. Em biết rồi, biện lần còn chưa thấy tởn sao. Quế à, nè, sau này nó có làm gì sai trái hay mấy cái chuyện lăng nhăng á thì em hãy nói cho chị biết, chị sẽ đại nghĩa diệt thân không tha cho nó đâu. Nè, nghe thấy không? Ôi dạ, dĩ nhiên nghe chứ, giờ ai cũng trên hết á, còn anh kẻ dưới, ai cũng trên, cả con cũng vậy. Vì chuyện lần này á, phải cảm ơn anh Cung có dũng có mưu đó. Đừng nói vậy chi, chúng ta là người nhà mà hả? Người một nhà hả? Người nhà thì đâu nói dối để gạt tôi vậy chứ anh hai. Cũng may tôi nương tay, nếu không ông người Pháp đâu bị tôi đánh chết rồi à. Nè, hồi nãy là xem chút anh bị đánh chết mà. Nghe thấy chưa? Nghe chưa? Không phải đó, thường ngày thấy cậu thô lỗ cọc cằn, sao lần này đóng kịch tài quá vậy? Chị Cúc, diệu kế mới thử được chân tình mà. Một đàn ông ngoài em ra, người nào nước tới chân cũng chưa hay mà, phải không? Phải ha. Cảm ơn anh nha anh Cung. Đừng khách sáo mà chi. Phải vậy mà, phải vậy mà. Người nhà. Vừa nhìn thấy ông người Pháp hả, máu tôi nóng lên liền. Còn bên tôi nắm tay phải hả, còn bên tôi đấm vô con mắt trái ổng. Tôi nắm tay trái của ổng, tôi đấm vô con mắt phải ổng. Thấy không? Rồi đó, một cái, hai cái, bẻ người ngược lại. Đó, thấy chưa? Ổng ngất xỉu liền, bởi vậy nằm đóng. Tôi mà không nương tay hả, trời ơi,
không biết chuyện gì á. À, không vô rồi kìa. Tảo hả? Gì? Ông thầy đó bị anh bụp như vậy chắc là thương tích đầy mình rồi ha. Tôi cũng lo đó, khi ổng về đến nhà má ổng cũng không nhận ra ổng. Phải, có biết ông đi bác sĩ nào mà khỏi bệnh mau quá hả? Phải, đâu phải, bác sĩ nào vậy hả? Hả? À, cô Thảo này mà cần đi sao? Hello. Anh khỏe chưa? Hi. Khỏe. Anh khỏe hả? Anh đi bác sĩ nào nhanh quá vậy? Anh đừng có sợ, anh đừng sợ. Hả gì? Tôi không phải đến đây tìm anh, tôi đến tìm Mã Hữu à. Mã Hữu? Ông đến tìm Mã Hữu hả? Phải, tôi tìm Mã Hữu. Tìm tôi à? Có chuyện gì? Anh là Mã Hữu à? Dạ đúng, chào ông. À, chào anh. Tôi là chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật ở bên Pháp, tôi là John Basson. Chúng tôi có tổ chức một buổi dạ hội, một buổi party ở khách sạn bên Pháp. Sẽ mời hết tất cả nhiều người trong hội quần Anh ở Hồng Kông đến tham dự. Hiệp hội Mỹ thuật của nước Pháp à? Tôi có xem cuộc phỏng vấn của các vị trên TV, có tiếng tăm lắm. Nghe nói họ còn là nhất ca của các nhà phê bình món ăn. Đầu bếp nào mà họ mời cũng đều là số 1 quốc tế. Thực ra lần này tôi qua Hồng Kông, hy vọng sẽ mời được đầu bếp nổi danh nhất Hồng Kông đến với nước Pháp để làm khách mời của Hiệp hội Mỹ thuật được tổ chức 2 năm một lần. Luôn tiện cùng thảo luận sự phát triển của ngành ẩm thực nước Pháp. Sư phụ, thì tài quá, được qua bên Pháp trổ tài rồi. Ôi chà, qua tận bên Pháp phát triển, vậy cho họ giật người của chị rồi. Chúng ta không thể nói vậy được. Nếu mà sư phụ có cơ hội để phát triển thì chúng ta nên mừng cho anh mới phải. Mọi người nói đi đâu vậy? Nè, hello hello, ông cho hỏi, có phải là bao ăn bao ở luôn không? Điều đó đương nhiên rồi. Sướng vậy ta? Đi cũng có lợi lắm, sẵn dịp đi du lịch luôn. Nè, giá nào cũng phải đi hết. À, xin hỏi chủ của tiệm này là ai vậy? Chủ của tiệm này là cô Joy. Joy. Chị Joy, chúng tôi muốn mời chị cùng tham dự để giao lưu tâm đắc với giới ẩm thực của nước Pháp. Tôi... Ê, đáng chưa? Bao ăn ở với máy bay khách sạn. Nếu tôi nhận lời liền à. Thật đó, nhưng thông thường ở đó toàn là mấy người Tây, chẳng khác nào gà nói với vịt. Nè, chị mà đi thì ảnh có người cùng tâm sự, có bạn với nhau đó mà. Ồ, phải đó, đi. Ừ, đi. Đi đi. Khờ quá, tiệm này giao cho ai quản lý chứ? Mấy chuyện này không thích hợp với tôi. À, cảm ơn lời mời của ông, vì tôi bận rộn lắm, ông thông cảm. Thật ra tôi cũng không quen dự những buổi long trọng như vậy. Tôi nghĩ chắc có thể tôi không đi. Cảm ơn ông. Anh là một người tài rất hiếm thấy. Tôi rất mong là anh sẽ đến tham dự. Nếu anh thay đổi ý định thì anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tóm lại tôi cảm ơn ông. Làm phiền anh quá. À, giờ tôi đi nha. À, để tôi đưa ông ra. À, ok, có đau không vậy? Có chút đỉnh, chút đỉnh. Bye bye. Bye bye. Anh Hữu à, có cơ hội tới nước Pháp mà anh không đi, có nhiều người mong cũng không có đó. Ra ngoài học hỏi cho biết cũng tốt mà. Phải đó, công việc ở đây khỏi phải lo. Bất quá em sẽ kiếm người đến làm thế. Không phải là anh lo, chẳng qua là anh không quen với những trường hợp đông người. Với lại anh thấy không dự cũng đâu phải là tổn thất gì. Chị Joy không đi, anh cũng không đi, uổng phí quá. Chào anh Tân. Chào anh. Trời, anh Tân mà cũng đến dự à, thiệt là nể mặt quá hả? Chờ. Ông mời tôi là sự vinh hạnh của tôi mới đúng chứ. Anh khiêm tốn quá. Chào anh Tân, rất vui được gặp anh. Ủa John, tiếng quản của anh có tiến bộ rồi đó. Thật ra chúng tôi rất thích ăn món Trung Hoa lắm, cho nên chúng tôi phải học nói vài câu chứ không được rành. Xin hỏi bỏ tiền được chưa? Đợi chút đi, còn thiếu một người nữa. Mã Hữu bao giờ cũng như rồng thần, thấy đầu không thấy đuôi vậy. Ủa, Mã Hữu cũng đến dự à? Thật ra anh cũng đã từ chối tôi rồi. Thật tình tôi rất hy vọng anh sẽ thay đổi ý định, cho nên đợi chút nữa coi. Mời các ông cứ tự nhiên đi ha. Bây giờ cứ tự nhiên đi ha. Được. Ông Lan, ông sư phụ. Rất vui được gặp. Chào ông, chào. Dạ. Xin lỗi ông Lan. Nghe nói ông là tiếng Pháp lắm mà. Bài này có phải nói tìm Bách Lý Tiên không vậy? Tác giả nói sau khi ổng và các nhà ẩm thực bên Pháp nghe kể về cuộc thi tài ở Hội Quận Anh đã cùng các nhà ẩm thực đến Hồng Kông du lịch và ăn uống. Đoạn này nói điều đáng quý là những món của tiệm Bách Lý Tiên khiến họ không thể nào quên. Chủ đề này nói gì vậy? Chủ đề hả? Chủ đề nói Mã Hữu đầu bếp của Bách Lý Tiên là đầu bếp giỏi nhất ở Hồng Kông. Mấy ông Tây không biết có phải mỉa mai không? Tài năng của anh hơn hẳn Mã Hữu, mà họ cứ luôn miệng khen hắn hoài. Nói thật chứ, mấy ông Tây biết ăn món Trung Hoa mình lắm,
Tứ Tân à, tài năng thật sự thì anh chỉ thiếu cái tánh xảo quyệt của Ma Hữu thôi, không có gì khác. Ông Tây nào cũng thích người khác làm bộ. Tên Mã Hữu này thì làm ra vẻ có tài năng, nói tục tiểu chút, nhưng hắn là chẳng khác nào roi ngựa đụng phân chó, vậy mà cũng đụng trúng. Nếu nó là hạng người giản dị không coi trọng danh lợi thì đâu cần phải tham gia thi đấu. Thua anh rồi thì nói còn món thiên tiên phối chưa nấu, nói như rất tài giỏi, biết nói suông thôi, nói cho ra vẻ ta đây thôi. Vậy mà cũng có người tin nó. Thật tình là tôi thấy tức cho anh, làm gì cũng để cho nó qua mặt, các bạn gái cũng bị nó nói được. Tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ với anh Bân rồi. Nơi được chọn cho ngành hải sản, tôi đề nghị là ở đảo Nam Á. Trong bản kế hoạch có ghi rõ tình hình hoạt động của ngành hải sản ở đảo Nam Á, và tôi có thể nói tỉ mỉ với mọi người. Thật ra ý của riêng tôi là ở Đại Nhữ Sơn, bởi vì có giao thông đường bộ, đi lại thuận tiện hơn. Vì cũng đúng, ở đó có sân bay, nay mai còn có Disneyland, rất nhiều du khách, tôi nghĩ sẽ hưng thịnh hơn ở đảo Nam Á. Đúng vậy, người đi lại Đại Nhữ Sơn nhiều hơn, nhưng mà đừng quên rằng người thích hưởng thụ bao giờ cũng thích yên tĩnh để có cảm giác nghỉ mát. Tôi chọn đảo Nam Á là muốn xây dựng thành cảng cá mỹ thực có phong thổ nhân tình của đảo Hy Lạp, lấy cảm giác của mỹ thực và nghỉ mát hòa hợp với nhau. Điều này khó thực hiện ở nơi đông người như Đại Ngữ Sơn. Cậu nói vậy cũng có lý. Hơn nữa còn phải nghĩ đến vấn đề giá thành. Ở đảo Nam Á có đủ các điều cơ bản mà chúng ta đang cần. Điều mà chúng ta cần làm là thu mua hết cả khu ở Vịnh Dung Thụ rồi xây dựng lại là được. Theo dự tính trong vòng 2 năm là cảng hải sản có thể bước vào hoạt động. Vậy tức là con đường ở Bách Lý Tiên rồi. Đúng vậy, từ bến cảng đến Vịnh Dung Thụ và Vịnh Mỹ Duyên đều nằm trong phạm vi của kế hoạch. Tôi đã nhờ người môi giới liên hệ với các chủ nhà. Vậy mấy nhà hàng ở đó phải làm sao? Hết hạn hợp đồng rồi, dĩ nhiên là phải dọn đi. Nè, anh không vô đây được đâu. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi, cô chú à, anh không sao thì ra ngoài đi. Anh mới nghe được tin có phải công ty sắp xây cảng hải sản ở đảo Nam Á không? Vậy Bách Lý Tiên thì sao? Đang bán yên ổn, tự nhiên lại hợp tác với em, chia bớt phần lợi cho em. Nhà anh không phải là chủ của tiệm đó, cho nên có tham gia vào kế hoạch này hay không, nhà anh không có quyền quyết định. Vậy tức là sao? Có nghĩa là ban quản trị bàn bạc ổn thỏa với các chủ nhà, mua tất cả các tiệm, thì công ty sẽ phát triển toàn diện. Vậy là Bách Lý Tiên phải dẹp hả? Anh cho em thời gian để nói với anh Tân đi, có lẽ tiệm anh có thể hợp tác với công ty đó. Vậy tức là kế hoạch này là ý của anh Tân chứ gì? Kế hoạch này là ý của ban quản trị họp rồi quyết định. Nhưng mà địa điểm đó là do anh Tân chọn đó. Bao nhiêu chỗ không chọn mà lại chọn đảo Nam Á, tại sao chứ? Trả thù riêng tư đó. Trả thù riêng tư gì? Lâu nay ảnh có ưa và ảnh hữu đâu, bây giờ bạn gái cũng bị giật mất. Người mà không biết giận thì không phải là người đâu. Anh Tân không phải là hạng người như vậy. Vậy tại sao Bách Lý Tiên phải dẹp tiệm? Không phải công ty muốn nói dẹp đâu, vì đúng lúc công ty có kế hoạch này thôi. Vậy là em cũng tán thành à? Em cũng không muốn Bách Lý Tiên bị dẹp. Vậy là được rồi. Nè, em nói không thì kế hoạch đó sẽ không thành, phải không? Dương Triều là một công ty vào thị trường, có nhiều ban quản trị quản lý, không phải mình em nói sao là sao. Vậy thì sao? Dạng giơ tay đồng ý chứ gì? Vậy thì kêu ban quản trị bỏ phiếu phản đối đi. Anh ta đã làm hết các bản báo cáo, có đủ lý do trình bày với ban quản trị, em không thể đứng ra phản đối. Vậy là em cũng đứng về phía ảnh à? Hơn nữa em cảm thấy kế hoạch của ảnh rất có triển vọng mà, có gì đâu chứ. Được, vậy không còn gì để nói nữa. Đầu tôm anh đừng trẻ con quá. Anh ghét ai nói anh trẻ con lắm. Thật sự anh trẻ con mà. Được, vậy lần này không còn gì để nói nhau nữa. Hèn chi chủ nhà lại không chịu ký tiếp hợp đồng với chúng ta. Thì ra họ đã bán quyền sở hữu cho tập đoàn Dương Triều rồi. Vậy à? Nên tập đoàn Dương Triều mới gửi thông báo cho chúng ta nửa năm sau tiệm sẽ hết hợp đồng, không ký hợp đồng với chúng ta nữa đâu. Vậy à? Rồi vậy là sao? Là ép buộc phải dọn đi đó. Hồi nãy tôi có nói chuyện với nhà hàng hải sản bên cạnh, tiệm của họ cũng bị thu mua, mà không biết làm sao nữa. Mọi người đã biết chuyện thu mua rồi hả? Sao chị lại biết vậy? Thì cô xua đến đúng lúc đó. Cô đã từng làm việc ở đó. Cô có nghe được tin gì không? Sao họ thu mua hết các tiệm vậy? Hồi nãy liên hệ với Giang Ý tôi mới biết tập đoàn Dương Triều muốn xây cảng hải sản ở đây. Cảng hải sản? Nghe nói
Cảng hải sản này là kế hoạch lớn cho 3 năm sau của tập đoàn Dương Triều, cho nên những tiệm lớn ở Vịnh Dung Thụ đều bị họ thu mua hết. Ôi trời ơi, vậy mình còn việc để làm sao? Tập đoàn lớn chơi trò thu mua, muốn đào thải nhà hàng nhỏ như chúng ta vậy. Muốn triệt được chúng ta đó. Sao phải sợ họ chứ? Mất tiệm này thì mình mở tiệm khác thôi. Cũng phải thôi, đầu bếp mình nấu ăn tài giỏi thì ngán gì kinh với họ. Phải đó. Nhưng mà những tiệm có mặt tiền tốt ở gần đây đều bị họ thu mua hết. Chúng ta muốn tìm một chỗ tốt cũng không phải dễ. Bất quá chúng ta không bán ở đảo Nam Á, dọn qua Hồng Kông, có điều là tiền thuê hơi mắc thôi. Phải không chị Cúc? Tiền thuê mắc hay rẻ không thành vấn đề. Tiệm này mở ra đã lâu lắm rồi, dù sao cũng là tâm huyết của Diệu Trụ. Dọn ra ngoài thì thấy tiếc quá. Chị Hai à, tiếc cũng đành chịu thôi. Người ta ỷ mạnh hiếp yếu mà. Ôi trời ơi, nếu không tìm được tiệm mới thì chúng ta có nước chờ nghỉ việc rồi. Có phải ông John đó gọi điện cho anh nữa không? Phải rồi. Ông muốn kéo anh qua Pháp làm đầu bếp trưởng hả? Thật ra điều kiện mà họ đưa ra cũng tốt lắm mà. Nè, ông cũng nói nhà hàng Pháp đó thuộc năm sau, cuối năm còn được chia hoa hồng nữa. Tính ra ông cũng hậu đãi với anh lắm rồi. Trước đây anh nói bánh lý tiền không đủ người phụ giúp nên không đi được. Bây giờ phải dẹp rồi, có phải nên suy nghĩ lại không? Có lẽ phải dẹp thôi, biết đâu còn có hy vọng. Huống chi có dẹp cũng là chuyện nửa năm sau. Thời gian nửa năm qua mau lắm, anh nên lo liệu cho bản thân mình đi. Lại lộng Pháp đó nữa. Tại sao anh không nói chuyện với ổng? Biết đâu ổng chịu đợi anh nửa năm. Anh muốn suy nghĩ cho kỹ càng. Anh sực nhớ có đồ cần mua. Anh về liền. Đang lo chuyện bánh lý tiên hả? Anh nhớ em đã từng nói bánh lý tiên là sự liên hệ vô hình giữa ba em và Thượng Du. Cho nên trước đây em không chịu bỏ cuộc. Mới chớp mắt, đã ở đây một năm rồi. Tìm bánh lý tiên từ lúc bị lũ vốn làm đến khi có lời. Với người ở bánh lý tiên, từ người xa lạ trở nên có tình cảm. Em đang nói em và các nhân viên ở Bách Lý Tiên. Ai cũng là nhân viên tốt bụng. Thật tình em không muốn phải tan rã. Em biết có thể tìm được một tiệm khác ở bên ngoài. Nhưng mà rời khỏi đây rồi, sẽ có một cảm giác khác. Có những thứ không thể nào thay thế được. Cho nên, chưa đến phút cuối cùng em cũng không bỏ cuộc đâu. Em sẽ đến Dương Triều để nói với Candy và anh Tân. Ừ, anh cũng nghĩ vậy đó. Nếu họ xây cảng hải sản thì cần có nhà hàng hải sản. Ừ, để nói với họ, xin họ cho bánh lý tiên ở lại. Có nói cũng vô ích thôi. Đợt tốn, em về rồi hả? Nóng muốn chết không lẽ đứng trước lò lửa nữa hay sao? Em đã biết chuyện Dương Triều xây cảng hải sản rồi hả? Hồi nãy em đã nói với Candy rồi. Candy nói thế nào? Tóm lại là không thay đổi được. Thật ra chuyện này là do Long Tứ Tân chơi trò chống đối. Long Tứ Tân? Anh tưởng phỏng tay trên người ta thì khỏi trả giá sao? Liên lụy đến Bách Lý Tiên thì không có đáng đâu. Đầu tôm, em đừng nói bậy bạ. Em đâu có nói bậy bạ đâu, đây là sự thật. Hôm nay trời nóng quá, em cùng chị Hai về nhà ngồi máy lạnh cho mát đi. Không biết con tụi mình nó có gì tốt không? Về đi, đi đi, nếu không chị bị say nắng đó. Nếu không phải cố tình chống đối thì tại sao không chọn chỗ khác mà lại chọn đảo Nam Á, mà còn chọn ngay Bánh Lý Tiên nữa? Tại Bánh Lý Tiên của chúng ta nè, bề ngoài á có cảnh biển, lại gần ngay bến cảng, nếu em phát triển em cũng chọn chỗ này rồi. Cái người ta nói á là sự đầu tư mấy trăm tỷ chứ không phải như mấy trò trẻ con. Có thật là không có chút nào chống đối không? Chủ của Bánh Lý Tiên là chúng ta, không phải là Mã Hữu. Dù cho thật sự anh chống đối Mã Hữu thì anh sẽ nghĩ cách đối phó anh Hữu. Anh đối phó với Bánh Lý Tiên cũng vô ích.
Dù Bách Lý Tiên có dẹp tiệm thì Mã Hữu vẫn có thể làm đầu bếp, và ảnh cũng không vì chuyện này mà rời xa xua. Cho nên chị suy nghĩ lại cũng không hiểu anh Tân làm như vậy là có lợi ích gì. Nghe chị nói cũng chút có lý à. Em đã lớn rồi, ra ngoài làm việc đừng nên xử sự theo cảm tính. Dù gì anh Tân cũng là cấp trên của em, nếu em có thành kiến gì với ảnh thì sau này khó mà hợp tác được. Em biết rồi. Em đó, dùng não trái suy nghĩ nhiều hơn đi. Ôi, khổ nỗi não trái não phải của em đều không chịu nghe lời. Não trái là lý trí, não phải là tình cảm. À, em và Candy cãi nhau. Sao chuyện gì chị cũng tin mắt quá trời. Chết em rồi, em dám gây nhau với người ta. Cô Châu à, vừa rồi có người nhờ đưa cơm hộp cho cô. Hả? Cơm hộp? Dạ phải. Gửi Candy. Kỳ lạ. Có đẹp không? Vô duyên. Vô duyên trả lại đây. Đặng rồi không được lấy lại. Đứng đó không chịu bấm thằng máy. Vô duyên. Trời ơi khùng. Nè hai người vô vậy? Vô, cùng vô. Hôm nay thế nào? Vẫn đông khách như mọi bữa. Anh vô làm việc nha. À. Anh Tư. Anh Lý. Chị Lý. Hello. Ý, hôm nay đưa vợ đến ăn cơm à? Phải rồi, vợ tôi nghe tôi kể với anh hoài à, nên đòi đến đây thử tay nghề của anh đó. Cảm ơn nhiều. À phải chị Lý, mấy món này ăn... Món nào cũng ngon hết á, nhất là món cơm chiên này nè. Đúng rồi đó, món cơm chiên nguyên hương này nè, có vẻ hơi khác thường ngày nha. Vậy sao? Ừ. Nước sốt rất là ngon, cơm chiên cũng rất là thơm nữa. Anh Tân à, tài nấu ăn của anh càng ngày càng nổi bật đó nghe. Quá khen rồi, anh chị ăn ngon miệng nha, tôi xin phép. À. Nè, Tứ Tư, hôm nay khách hàng nào cũng gọi món cơm chiên nguyên hương đó. Càng lúc anh nấu càng ngon. Khách hàng luôn miệng khen anh. Vì sao? Ý, phải bỏ thịt cua và tôm vô nữa hả? Phải rồi. Nước sốt đỏ là gạch tôm với cua, còn nước sốt trắng là thịt cua với lòng trắng. Ok, xong rồi, bưng ra. Không được bưng. Anh Tân. Cái này là gì vậy? Cơm chiên nguyên ương đó. Nè, anh làm gì vậy? Ai vậy còn nấu gì vậy? Tôi nghĩ ra đó. Ở đây là một cơ sở lớn, làm gì cũng phải có quy tắc. Cách nấu của mỗi một món ăn trong bếp đều phải làm theo trình tự mà tôi đã định ra, không ai có thể chủ trương thay đổi. Đâu có ai nói với tôi đâu. Xin lỗi nghe anh Tân, em quên nói với nó. Nãy có gì phải xin lỗi ảnh? Bộ dĩ cơm của tôi không ngon sao? Khách hàng ở ngoài ai cũng khen là ngon hết đó. Anh có chửi cũng nên thử qua đã. Dù cậu nấu ngon cách mấy tôi cũng mặc kệ. Người ta đến Phỉ Thúy Hiên ăn là cái tên của Long Tứ Tân này. Món nào không làm theo thực đơn của tôi thì không được phép bưng ra. Tôi không cho phép có chủ nghĩa cá nhân tồn tại. Anh là trưởng bếp, anh có trách nhiệm quản lý. Dạ phải anh Tân. Liệu hồn đó. Có người thấy ghét. Uống mắt họng đi, hạ quả đó. Anh nổi máu nóng là nghỉ việc luôn đó. Anh á, cũng biết dạo này anh ta bị thất tình mà. Anh cần có tình yêu, nên tính tình đóng mãi là điều thường tình. Vậy con người anh mới hơi lóc cá một chút chứ. Vậy mới hơi bực bội một chút. Một chút cái gì? Từ A đến Z, từ đầu đến cuối, từ trái qua phải, thứ gì cũng làm đúng y chang. Bộ đây là sự rút khuôn hay sao? Chiên cơm cũng phải chiên giống y chang vậy. Khỏi cần mướn đầu bếp, mua cái máy chiên cơm là được rồi, phải không? Anh nói vậy có đúng không? Hả? Thật ra không phải ai cũng được tài giỏi như anh đâu. Ai biết anh lại đem những món ăn làm thành phẩm vật nghệ thuật. Thì phải rồi, anh làm đầu bếp làm gì cái gì chứ?
Bộ chỉ xào mấy cái lắc mấy cái sao? Đã làm đầu bếp thì phải tận dụng cái ngon của món ăn, khiến mỗi một khách hàng đều có sự bất ngờ, để mỗi một món ăn được trở thành phẩm vật nghệ thuật có 102. Chà, bệnh trai quá. Thật không? Chứ sao nữa? Em biết, không bao lâu anh sẽ vượt qua anh Tân luôn. Nói hay lắm. Đợi anh làm đầu bếp trưởng rồi, anh sẽ để trăm hoa đua nở, tạo mọi điều kiện cho lính của mình để họ được tự do phát huy sở trường của mình. Bởi vậy anh phải cố gắng làm một thời gian, nhìn ảnh khoảng 2 năm. Đến chừng đó anh được lên chức làm đầu bếp trưởng rồi thì anh sẽ lên mặt cho ảnh coi, nói cho ảnh biết anh thật sự là một đầu bếp có tài năng. 2 năm lâu vậy sao? Với tài năng của anh lâu nhất là 5-7 tháng thôi. Chà, được đó. Anh yên tâm, em tin tưởng anh mà, phải không? Đẹp trai không? Đẹp. Cô à, ông Long có biết là tôi đang đợi ông không? Ông Long biết rồi, tôi đã báo với ông. Anh ngồi đợi một lát có được không? Cảm ơn. Lần sau người nào không hẹn trước thì biểu họ đừng đợi. Không phải người nào tôi cũng gặp. Dạ xin lỗi. Thế thật, tôi có chuyện muốn nói với anh. 10 phút. Tôi biết là Dương Kiều sắp phát triển cảng hải sản, chủ yếu cũng là các món ngon. Bách Lý Tiên ở đảo Nam Á cũng là tiệm có danh tiếng. Nếu như anh có thể cho Bách Lý Tiên ở lại, đối với cảng hải sản hay là đối với nhân viên của Bách Lý Tiên cũng được, đều có lợi cho nhau. Anh đừng có tưởng là các nhà ẩm thực khen ngợi anh thì anh coi mình là số 1 của thế giới. Bách Lý Tiên có đáng là gì? Anh cũng là kẻ bại dưới tay tôi thôi. Tôi mới là vua đầu bếp. Thú thật lâu nay tôi không hề đánh giá thấp về anh. Tôi thật không hiểu, tại sao hai sư huynh đệ mình lại không hòa thuận với nhau được? Anh không hiểu, tôi cũng không hiểu. Tại sao những thứ tôi thích đều bị anh giành mất là sao? Anh có thể ghét tôi, nhưng mà anh không nên chống đối Bách Lý Tiên. Con người của anh công tư phân minh mà. Tôi chỉ mong anh nhìn sự việc, chứ đừng nhìn người. Bây giờ trong lòng của tôi, anh và Bách Lý Tiên chỉ là một thôi. Thôi được, vậy tôi đi. Tôi nghĩ việc tôi rời khỏi Bách Lý Tiên. Đúng ra tôi cũng đang suy nghĩ, nhưng mà thấy anh khẩn trương như vậy thì tôi càng không buông tay. Tôi phải cho anh biết cảm giác thứ mà anh yêu quý bị người ta giật mất là như thế nào. Xin lỗi, tôi còn phải học. Bách Lý Tiên vô tội. Tôi cũng vậy. Anh Tư. Thôi, nếu em cũng đến vì Bách Lý Tiên thì đừng phí thời gian của chúng ta nữa. Chắc nào